Chương trình xin tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga Volodin hôm qua có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tại La Habana. Tại cuộc gặp, ông Volodin nói rằng Quốc hội Nga và Cuba không chỉ nên thực hiện các quyết định của lãnh đạo hai nước, mà cần áp dụng các hình mẫu mới cho việc này để đạt được kết quả cụ thể ông volodin lưu ý trong nhiều khía cạnh động lực hiện tại của mối quan hệ giữa moscow và la habana là do các nguyên thủ quốc gia tạo ra ông volodin nói thêm về phần mình điều vô cùng quan trọng là hai quốc hội phải làm mọi việc có thể không chỉ để hỗ trợ về mặt lập pháp cho các quyết định của các lãnh đạo hai bên mà còn cần thông qua các hình mẫu mới lấp đầy chúng bằng nội dung cụ thể làm mọi cách để phát triển quan hệ củng cố tình hữu nghị hợp tác cùng có lợi và tăng cường hoạt động thương mại Chúng ta có mọi cơ hội để làm việc này. Ông Volodin tới La Habana vào hôm qua cho chuyến thăm chính thức Cuba, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hernandez. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết Triều Tiên sẽ tăng cường trang đen quân sự đối với Hàn Quốc và Mỹ. Bình Nhưỡng đồng thời chỉ trích thỏa thuận thượng đỉnh trong tuần này giữa Hàn Quốc và Mỹ là sản phẩm của chính sách thù địch. Các CNN đang một bài xã luận chỉ trích chuyến thăm của tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới Mỹ trong tuần này là chuyến đi thù địch, hiếu chiến và khiêu khích nhất, đồng thời là một chuyến đi kích động chiến tranh hạt nhân. Bài xã luận nhấn mạnh điều nghiêm trọng hơn là tổng thống Mỹ dám đưa ra những bình luận liều lĩnh về sự kết thúc của chế độ Triều Tiên, trong khi lại lớn tiếng về việc thực hiện một phản ứng nhanh chóng, áp đảo và quyết đoán tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm thượng đỉnh trong tình hình như vậy việc Triều Tiên tăng cường khả năng trang đe quân sự tương ứng với môi trường an ninh nghiêm trọng hiện tại và tương lai là điều hoàn toàn tự nhiên Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua lên án những nơi cung cấp thông tin mà ông cho là đã sử dụng những lời nói dối vì lợi nhuận và quyền lực để kích động những bước ổn trong xã hội tuyên bố được ông Biden đưa ra khi ông tham dự tiệc tối hàng năm của hiệp hội phóng viên Nhà trắng Phát biểu tại bữa tiệc, ông Biden mô tả sự thật bị chôn vùi bởi những lời dối trá, ám chỉ những phát biểu sai lầm về chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông là kết quả của một vụ lừa dối công dân. Ông Biden nói, những lời nói dối vì lợi nhuận và quyền lực, những lời nói dối có âm mưu và ác ý lặp đi lặp lại được thiết kế để tạo ra một chu kỳ giận dữ, căm ghét và thậm chí là bạo lực. Dù không nêu tên cụ thể những nơi mà ông mô tả là báo chí cực đoan, nhưng ông Biden nói đùa rằng nếu ông nói Fox News là công bằng và trung thực thì ông có thể bị kiện vì tội phỉ bán. Đầu tháng này, Fox Corp, chủ sở hữu Fox News, đã phải trả cho Dominion 787,5 triệu đô la Mỹ sau khi công ty kiện Fox News tội phỉ bán vì phát sóng những thông tin cho rằng các máy kiểm phiếu của Dominion ở thành phố Denver đã được dùng để thao túng kết quả bầu cử có lợi cho ông Biden. Cử tri Uzbekistan hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về sự đổi hiến pháp, hứa hẹn sẽ cải thiện công tác quản trị và chất lượng cuộc sống cho người dân. Tổng thống đương nhiệm Safkat Miriyojev, 65 tuổi, được ca ngợi là một nhà cải cách tự do vì đã từ bỏ các chính sách biệt lập và các tiếp cận nhà nước cảnh sát của lãnh đạo tiền nhiệm. Chính phủ của ông đã quyết định trưng cầu dân ý bản sự đổi hiến pháp, theo đó tuyên bố... Uzbekistan là một nhà nước xã hội với các nhiệm vụ phúc lợi gia tăng và cho phép sở hữu đất phi nông nghiệp. Hiến pháp sửa đổi cũng bài bỏ án tử hình và thiết lập sự bảo vệ pháp lý cho cá nhân nhiều hơn. Gói sửa đổi đồng thời kéo dài nhiệm kỳ tổng thống lên 7 năm từ mức 5 năm hiện tại. Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok hôm qua cảnh báo cuộc xung đột đang diễn ra ở nước này có thể trở thành một trong những cuộc nội chiến tồi tệ nhất thế giới nếu như không sớm được kiểm soát. Trong một phát biểu, ông Hamdok nhấn mạnh rằng không nên để xung đột Sudan trở thành nội chiến, vì nếu như vậy, thế giới sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng. Ông Hamdok làm thủ tướng trong thời gian Sudan tiến hành cuộc chuyển đổi sang chế độ dân sự, đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào năm 2021. Mặc dù sau đó được phục chức, nhưng ông đã từ chức vào tháng 1 năm ngoái kể từ đó chỉ huy quân đội abdel fattah al buhan và cấp phó là ông hamdan dagalo chỉ huy lực lượng phản ứng nhanh rsf lên nắm quyền tuy nhiên hai vị tướng gần đây đã bất đồng về kế hoạch tích hợp rsf vào quân đội chính quy Cư dân của thành phố Kumano ở miền trung Nhật Bản hôm qua đã dăng hàng trăm con diều hình cá chép để màu sắc tại bãi biển của thành phố trước thêm ngày thiếu nhi ngày 5 tháng 5. Khoảng 100 người bao gồm nhiều học sinh trung học địa phương đã tập trung tại một bãi biển trong thành phố. Họ buộc khoảng 250 con diều vào một sợi dây và đưa nó lên không trung. Tại Nhật Bản, cá chép được coi là biểu tượng của sự phát triển khỏe mạnh và thành công rực rỡ. Sự kiện thả diều cá chép thường niên bắt đầu cách đây khoảng 40 năm, nhưng đã bị gián đoạn trong 3 năm qua do đại dịch COVID-19. Ông Morioka Tadao, đại diện ban tổ chức, cho biết ông muốn nhiều người đến bãi biển để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp. Dây diều cá chép sẽ được trưng bày cho đến ngày 5 tháng 5. Thưa quý vị, trong khi nước Pháp nổi tiếng với những chiếc bánh sừng bò và bánh mì baguette, thì một số thợ làm bánh ở nước này đang cách mạng hóa nghề của họ Họ đã quay trở lại cách làm bánh truyền thống với việc đốt lò nướng bằng củi và chỉ sử dụng 3 nguyên liệu, bột mì, muối và nước giếng. Trong tiệm bánh Le Bridgestone của anh s ở trung tâm Paris, hầu như không có bất kỳ máy móc nào. Bussi là một người theo chủ nghĩa thuần túy và tôn vinh cách làm bánh truyền thống của Pháp. Ngay cả những dụng cụ của người đàn ông 41 tuổi này cũng được làm thủ công. Anh cho biết Tôi đã chế tạo cái máng nhào bột này cách đây ít lâu, tôi gắn nó trên bàn để tôi có thể điều chỉnh độ cao. Bussi tự hào cho biết những chiếc bánh làm theo phương pháp truyền thống rất hiếm ở Pháp, nhưng nó có vị rất ngon và không gây dị ứng. Hơn thế nữa, những người thợ làm bánh như Bussi muốn quay trở lại lối sống hòa hợp với con người và thiên nhiên. Anh nói Thường thì trong các nghề thủ công, các mắt xích trong dây chuyền là con người. Tôi biết người cung cấp sữa và người trồng lúa mì. Chúng tôi quan tâm đến việc phát triển các kênh địa phương này và tìm lại hương vị thực sự của bánh mì. Ở Paris, những tiệm bánh như tiệm của anh vẫn còn xa lạ với thế hệ trẻ, nhưng bên ngoài thủ đô có những thợ làm bánh truyền thống đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Ông Benjamin Pelletier tự trồng lúa mì để làm bánh, chất lượng hơn số lượng là phương châm của ông. Ông cho biết, Ý tưởng ở đây là hồi sinh các giống đã được trồng trước Thế chiến thứ hai để cung cấp một thứ gì đó khác biệt thay thế cho tất cả các giống hiện đại. Trong nông trang của mình, người làm bánh không chỉ trồng mà còn xe lúa mì. Được biết đến như những thợ làm bánh nông dân, họ chỉ chiếm số ít trong số khoảng 35.000 thợ làm bánh ở Pháp, nhưng các phương pháp cổ xưa của họ ngày càng được chú ý. Phương pháp của chúng tôi rất đơn giản, hạt được xây trong một lần vận hành. Trong các nhà máy công nghiệp, hạt đi qua cối xây 12 đến 13 lần thợ làm bánh nông dân đại diện cho tính xác thực và chất lượng cuộc sống. Đó là lý do tại sao cửa hàng bánh của Busi chỉ mở cửa 4 giờ mỗi ngày. Các khách hàng lân cận, tò mò, họ bị hấp dẫn bởi hương bánh mì thuần khiết. Thưa quý vị, Liên hợp quốc cho biết tính toán mới nhất cho thấy cuối tuần này Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, đánh dấu một sự thay đổi mang tính thời đại trong nhân khẩu học toàn cầu. Việc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới không nhất thiết là danh hiệu mà quốc gia đó phải đối đầu với hàng loạt thách thức. Vài năm trước, Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ lo ngại về sự bùng nổ dân số của Ấn Độ và dành nhiều lời khen ngợi cho những gia đình đã cân nhắc tác động của việc sinh thêm con. Trong bài phát biểu nhân ngày độc lập năm 2019, ông nói: Thế kỷ 21 khả năng thực hiện ước mơ bắt đầu từ một người, từ một gia đình, nếu người dân không được giáo dục, không được khỏe mạnh thì cả gia đình và đất nước đều không hạnh phúc. Sau một thời gian tổng tỷ suất sinh ở mức cao, giai đoạn từ năm 2019 đến 2021, tỷ suất này ở Ấn Độ đã giảm còn 2, thấp hơn tỷ lệ trung bình là 2,1 ở một quốc gia. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh không đồng đều, khi số trẻ em được sinh ra ở miền Bắc nhiều hơn ở các bang miền Nam như Goa, có tỷ lệ sinh tương đương một số quốc gia Nam Âu hiện phải vật lộn để hỗ trợ dân số già. Bang Kerala có số dân trên 65 tuổi tăng gấp đôi trong 30 năm qua và hiện ở mức 12%. Ấn Độ nền kinh tế lớn thứ năm thế giới được VKB dự báo tăng trưởng 6,6% trong năm nay so với 4,3% của Trung Quốc và chỉ 0,5% của Mỹ. Tuy nhiên sự tăng trưởng này cũng không trải đều. Các vùng kinh tế phía Bắc còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp bang Uttar Pradesh, nơi sinh sống của 17% dân số, nhưng chỉ tạo ra 9% việc làm trong ngành công nghiệp. Chuyên gia nghiên cứu chính sách Sabina Dewan cho rằng tác trưởng kinh tế phụ thuộc vào việc cung cấp các việc làm chất lượng tốt được trả lương cao, bà nói. Thách thức về giáo dục, việc làm chất lượng tốt là rất lớn. Nếu chúng ta không tạo đủ việc làm tốt, chúng ta sẽ lãng phí tiềm năng to lớn của người lao động. Hiện tại hơn 40% cư dân nước này dưới 25 tuổi và độ tuổi trung bình là 28. Phần lớn biết nói tiếng Anh, hiểu biết về kỹ thuật số. Các chuyên gia cho rằng Ấn Độ cần những chính sách mạnh mẽ để tận dụng điều này. Bà Sunande Desai, giáo sư tại Đại học Maryland nói, Lực lượng đông là không đủ. Chúng ta một kế hoạch tổng thể để đáp ứng một số công việc có giá trị cao và một nền kinh tế tạo ra những công việc có giá trị cao này.